chim đang hót vang hòa tơ như nói vì hạnh phúc tôi thơ và cho đời thêm sương sống. Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đong trên lá. Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Như thời gian em đem theo tháng năm, như dòng sông cận đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời. Chim đang hót vang hòa tựa như nói vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống. Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đong trên lá. Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Như thời gian em đem theo tháng năm, như dòng sông cận đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời. Như thời gian em đem theo tháng năm, như dòng sông cận đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời. Thank you.
sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường, sự chia sẻ động viên của các bậc phụ huynh, sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế của mình về cả chất lượng và giáo dục toàn diện. Thành công nối tiếp thành công. Trong năm học này, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đây là bằng thưởng xứng đáng của sự phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò trong nhiều năm qua. Và hôm nay đây, trường chúng ta rất hân hạnh được chào đón các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh về tham dự ngày lễ trọng đại này. Thầy trò chúng ta nhiệt liệt chào đón và chúc mừng. Để chúc mừng thành công của nhà trường và gửi lời chúc sức khỏe tới quý vị đại biểu, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu hướng về phía sân trường và theo dõi màn đồng diễn múa nối vòng tay lớn do tập thể giáo viên và các em học sinh trình diễn. Chương trình kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của trường tiểu học Quỳnh Văn B xin phép được bắt đầu. Xin được nhiệt liệt chào đón sự có mặt của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Lời đầu tiên,
đại biểu, quý vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, đoàn kết gắn bó, chung sức đồng lòng đã trở thành truyền thống giáo dục của xã Quỳnh Văn. Từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở luôn là một khối thống nhất. Niềm vui của trường tiểu học Quỳnh Văn B cũng chính là niềm vui của giáo dục xã nhà. Tinh thần đó được gửi gắm trong các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ hôm nay. Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh hướng về sân khấu để thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Mở đầu là tiết mục múa Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân, sáng tác Vũ Hoàng, tốt múa các em học sinh văn nghệ khối 1. Đơn ca nữ múa phù họa Người Thầy, nhạc và lời Nguyễn Nhất Huy, biên đạo múa Bích Thủy, biểu diễn Hoài Ân, tốt múa. Tiết mục múa Đất Nước Trọn Niềm Vui, nhạc và lời Hoàng Hà, biên đạo múa Hoài Ân, tốt múa giáo viên trường tiểu học Quỳnh Văn B. Tiết mục múa Hò Kéo Pháo, nhạc và lời Hoàng Vân, biên đạo múa Hoài Ân, biểu diễn các em học sinh đội văn nghệ khối 4. Chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu.
cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu.
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Tiếp theo chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của trường tiểu học Quỳnh Văn B gồm có nội dung sau. Thứ nhất, văn nghệ chào mừng. Thứ hai, thông qua chương trình. Thứ ba, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thứ tư, ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam và báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Thứ năm, thông qua quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trao bằng. Thứ sáu, thông qua quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân xã. Thứ bảy, phát biểu của lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, đại diện phụ huynh học sinh. Thứ tám, phát biểu của hiệu trưởng và bế mạc. Thứ chín, chụp ảnh lưu niệm. Và cuối cùng là bế mạc chương trình. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đồng chí Dương Cảnh Toàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các em học sinh yêu mến. Về dự với buổi lễ long trọng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón các đoàn đại biểu. Đoàn đại biểu huyện Quỳnh Lưu xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch. Đồng chí Tô Văn Thắng, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Đặng Thị Hồng, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Lưu. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu. Đoàn đại biểu xã Quỳnh Vân, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Công Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Đồng chí Lê Văn Ba, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ công chức cấp xã. Về dự còn có các thầy cô giáo, nguyên là lãnh đạo giáo viên trường, đại biểu đại diện cho các trường trong xã, cùng các ông bà đại diện các thôn, hội phụ huynh học sinh của trường và các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Đề nghị chúng ta liệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có tập thể cán bộ giáo viên và các em học sinh của trường cùng có mặt đầy đủ trong buổi lễ. Một lần nữa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý đã về dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Sự tôn vinh người thầy không chỉ nói lên truyền thống mà còn thể hiện niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với các thầy cô giáo. Đòi hỏi mỗi chúng ta, những người mang trọng trách trong người phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi đạo đức, tình yêu nghề nghiệp, phong cách và trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng với vinh dự một nghề cao quý. Ngoài truyền thống tốt đẹp đó còn là sự phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian qua. Sau đây xin trân trọng kính mời và giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Phó Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia lên đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng tất toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay, hòa chung trong không khí hân hoan náo nức của hàng triệu cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên cả nước, trường tiểu học Quỳnh Văn B tổ chức lễ kỷ niệm Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong niềm vui đó, thầy và trò trường tiểu học Quỳnh Văn B có thêm một sự kiện trọng đại. Trường vinh dự tổ chức lễ đón bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đây là niềm vinh dự lớn của Đảng bộ và nhân dân xã nhà nói chung, của tập thể thầy cô giáo và các em học sinh trường tiểu học Quỳnh Văn B nói riêng. Kính thưa quý vị đại biểu,
Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Thị Hồng, nhà giáo ưu tú, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo Quỳnh Lưu, lên thông qua quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh. Sau đây tôi xin được thông qua quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An số 2996 QĐ UBND Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Nghệ An ngày 4 tháng 9 năm 2020. Quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2019-2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ thông tư số 17 ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1721 ngày 31 tháng 8 năm 2020. Quyết định điều 1 công nhận trường tiểu học Quỳnh Văn B đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 2 thời hạn 5 năm từ năm học 2019-2020. Điều 2 quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Văn B căn cứ quyết định thi hành. Thay mặt Ủy ban Nhân dân ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Bùi Đình Long. Kính đề nghị các quý đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho vinh dự lớn này của địa phương và nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn. Đây đi. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Thị Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lên trao bằng. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn Ba, cô giáo Nguyễn Thị Thanh, đại diện cho xã và nhà trường lên đón nhận bằng. Xin trân trọng kính mời tất cả các đồng chí. Đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Tiếp theo chương trình là thông qua quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn. Xin trân trọng kính mời ông Hoàng Nguyên Tùng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn lên đọc quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân xã. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Sau đây thay mặt cho Văn phòng Ủy ban xã Quỳnh Văn xin được công bố quyết định khen thưởng. Đề nghị tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng nào. Kính thưa quý vị đại biểu, trường tiểu học Quỳnh Văn B liên tục phát triển, trưởng thành và đã đạt được nhiều thành tích trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, chính quyền địa phương, phòng giáo dục, đào tạo. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thị Hải Yến, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các cháu học sinh thân mến. Hôm nay tôi rất vui mừng được cùng với các đồng chí trong đoàn công tác của huyện về dự lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia của trường tiểu học Quỳnh Văn B và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt các đồng chí cùng đi trong đoàn, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý
cán bộ, giáo viên và toàn thể các cháu học sinh lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu có lãng hoa tươi thắm để kính chúc các nhà giáo trong dịp 20 tháng 11 này. Xin được mời ban giám hiệu nhà trường cùng lên đón nhận hoa của huyện ủy. Thưa quý vị đại biểu, nhân dịp nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, được sự giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền xã Quỳnh Văn. Bây giờ với buổi lễ hôm nay, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Ba, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đại diện cho Đảng ủy, chính quyền lên có lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Phạm Thị Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Kính thưa đồng chí Lê Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Về dự buổi lễ trọng đại hôm nay, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Đông Bản, đại diện cho phụ huynh lên phát biểu cảm nghĩ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể cán bậc phụ huynh cùng tất cả các giáo học sinh thân mến. Chương trình xin trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Thanh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu cảm ơn và bế mạc. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Có được vinh dự tự hào hôm nay, địa phương và nhà trường xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các tổ chức đoàn thể và cá nhân xã Quỳnh Văn đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ cho nhà trường trong suốt thời gian qua. Vô cùng biết ơn các thầy giáo, cô giáo là thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho sự trưởng thành của nhà trường. Xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cán bộ lãnh đạo xã, các bậc cha mẹ học sinh luôn đồng hành hợp lực với nhà trường trong công tác dạy và học. Xin trân trọng cảm ơn tới các cá nhân, các nhà doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể đã có những hỗ trợ trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, góp phần làm đổi mới nhà trường. Xin được cảm ơn các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên các trường học, trạm y tế trên địa bàn xã đã đến chia vui với nhà trường. Xin cảm ơn đài truyền hình Quỳnh Lưu đã về dự lễ và đưa tin. Thay mặt địa phương và thầy trò trường tiểu học Quỳnh Văn B, xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận trường tiểu học Quỳnh Văn B đạt chuẩn quốc gia. Chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia đến đây là kết thúc. Xin trân trọng kính mời quý khách, quý vị đại biểu lần lượt lên chụp ảnh lưu niệm với nhà trường. Xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu của huyện, của phòng giáo dục, lãnh đạo của phòng giáo dục và ban giám hiệu nhà trường lên sân khấu để chúng ta chụp ảnh lưu niệm. Bài học sáng nay
trắng bay bay trên tóc thầy, giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ cho em những ước mơ tới chân trời rộng mơ. Trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào, bài học đầu tiên sông vô lời biến xanh, căng đo những cánh buồm chờ tiếng hò quê hương. Bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dạy con đường tới tương lai, xây đất nước đẹp giàu. Chân trời rộng mơ